Đối với Pep Guardiola, tiền vệ phòng ngự là vị trí có nhiệm vụ quan trọng nhất trên sân. Cầu thủ đảm nhiệm vai trò này chính xác là một ngọn hải đăng sừng sững ngay cả khi bão tố bủa vây xung quanh. Guardiola đã nói chuyện với tôi và so sánh tôi như một ngọn hải đăng. Rotary giải thích vai trò của mình tại Manchester City. Đừng di chuyển, hãy để mọi thứ chuyển động xung quanh bạn. Ông ấy nói với tôi như vậy, một vị trí khá cô đơn. Nhưng thật may mắn cho Rotary bởi vào đêm chủ nhật này, tiền vệ 27 tuổi không phải là ngọn hải đăng duy nhất tại Etihad. Trong ngày, Arsenal thông báo chiêu mộ thành công Declan Rice từ West Ham United với giá 105 triệu bảng. Huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định, cậu ấy sẽ thắp sáng và giúp các đồng đội trở nên tốt hơn. Arteta đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm làm huấn luyện viên từ Guardiola và với việc sở hữu Rice, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đã sở hữu một ngọn hải đăng cho riêng mình. Ngay khi Rice còn khoác áo West Ham, tôi đã có cảm giác rằng cậu ấy có sự hiện diện rất độc đáo, một thứ gì đó khác biệt. Tôi nghĩ Arsenal cần một cái gì đó như thế, Arteta nói với Sky Sports hồi đầu mùa. Ngay cả Rice cũng thừa nhận rằng anh đang học hỏi phong cách của Rotary. Cách Guardiola muốn cầu thủ số 6 thi đấu, hãy nhìn vào những cầu thủ hay nhất ở vị trí đó. Rotary của Man City chắc chắn là hay nhất, Rice nói khi hội quân cùng tuyển Anh hồi đầu tuần. Khi Man City đại chiến Arsenal trong trận cầu có thể định đoạt ngôi vô địch ngày mai, mà đối đầu trực tiếp giữa hai ngọn hải đăng không chỉ định đoạt cơ hội chiến thắng của mỗi đội mà còn có thể quyết định xem ai mới là tiền vệ phòng ngự hay nhất ngoại hạng Anh vào thời điểm này, Rotary hay Declan Rice. Chúng ta hãy cùng đi qua một số phân tích trước trận nhé. Nhưng trước đó, quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác trên kênh nhé. Tâm điểm ngoại hạng Anh vòng này là cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal. Đó sẽ là màn so tài của hai đội bóng đang hướng đến chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Một màn đấu trí căng thẳng giữa hai người đồng hương Tây Ban Nha, người trợ lý Arteta và huấn luyện viên trưởng một thời Guardiola. Cuộc so tài giữa những ngôi sao hàng đầu và đương nhiên, đó cũng sẽ là nơi những bản hợp đồng đắt giá nhất được soi kỹ nhất. Khi Arsenal quyết định mua Rice, người ta nhìn thấy Arteta hiểu rõ và biết cách để nâng tầm câu lạc bộ này như cách mà Pep Guardiola đã và đang làm tại Man City. Đó là phải có một tiền vệ trung tâm chất lượng, người có thể tranh chấp mạnh mẽ, kéo bóng, tạo đột biến trước vòng cấm đối phương bằng những đường chuyền, kiến tạo hoặc trực tiếp dứt điểm. Đấy là lý do Arsenal không tiếc tiền để có Rice, còn Rotary vẫn rất quan trọng với Man City. Nhưng tại sao thế? Tiền vệ trung tâm thì không hiếm, nhưng đáp ứng đủ những tiêu chí mà chúng ta đang nói thì lại rất ít. Đối với Pep Guardiola, tiền vệ phòng ngự là vị trí có nhiệm vụ quan trọng nhất trên sân. Cầu thủ đảm nhiệm vai trò này chính xác là một ngọn hải đăng sừng sững trước phòng ba bão tố. Hãy nghe cái cách Rotary giải thích vai trò của chính anh. Guardiola bảo tôi hãy làm thuyền trưởng trên sân. Ông ấy so sánh tôi như một ngọn hải đăng. Đừng di chuyển, hãy để mọi thứ chuyển động xung quanh bạn. Ông ấy nói với tôi như vậy đấy, một vị trí khá cô đơn. Chà, nghe có vẻ như chẳng có gì vui với Rotary, nhưng tin tốt cho tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha. Anh sẽ có bạn đồng hành, nhưng thực chất là đối thủ cũng đang lẻ bóng như anh, đó là Declan Rice. Khi Arsenal ký hợp đồng với Rice vào hè năm ngoái, Mikel Arteta đã sử dụng thuật ngữ tương tự để mô tả tân binh trị giá 105 triệu bảng của mình như thế này. Cậu ấy sẽ thắp sáng và cải thiện những người khác và làm cho đội bóng trở nên xuất sắc hơn. Rõ ràng Arteta đã học hỏi và rút ra bài học cay đắng ở mùa giải trước khi mất chức vô địch vào tay Man City. Vậy nên ngay lập tức, Arsenal xuất quỹ mua Rice bằng mọi giá trước sự cạnh tranh khủng khiếp từ các đối thủ khác. Nói về quyết định mua Rice, Arteta cho biết, ngay từ khi cậu ấy còn khoác áo West Ham, tôi đã có cảm giác cậu ấy sẽ mang lại điều gì đó cho Arsenal, một thứ gì đó rất độc đáo. Tôi nghĩ đội bóng cần một cái gì đó tương tự như vậy. Thậm chí Declan Rice mới đây cũng đã thừa nhận Arteta muốn ngôi sao người Anh phải học hỏi Rotary bởi cựu cầu thủ Atletico Madrid đang là số 1 ở vị trí của mình. Ông ấy muốn tôi chơi giống với một trong những số 6 xuất sắc nhất thế giới hiện tại, Rotary. Cuối tuần này, Arsenal và Man City một lần nữa sẽ đối đầu với nhau trong cuộc đua đến chức vô địch. Tâm điểm chú ý sẽ thuộc về Rotary và Rice. Từ lâu, Rotary đã tạo tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Man City. Chính Guardiola còn nhận định Rotary quan trọng hơn De Bruyne và Haaland. Guardiola không vứt ve và cũng không tâng bốc học trò. Đoàn quân Guardiola chưa thua trận nào tại Premier League suốt một năm qua mỗi khi ngôi sao người Tây Ban Nha đá chính. Nhưng Man City đã thua 3 trận mùa này và cả 3 lần cầu thủ sinh năm 1996 đều vắng mặt. Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi, Guardiola nói hồi đầu mùa khi Rotary không thể ra sân. Không có cậu ấy, chúng tôi không thể làm những gì mình muốn. Và Rice cũng không thể thay thế tại Arsenal lúc này. Thậm chí, Rice còn lấn lướt và tạo tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi của toàn đội nếu so với thủ quân Martin Odegaard.
Tiền vệ sinh năm 99 chưa vắng mặt bất kỳ trận đấu nào tại Premier League của pháo thủ. Bây giờ, cả hai sẽ đối đầu ở trận chung kết mà gần như chắc chắn kẻ thắng làm vua, còn kẻ thua thì chờ mùa tới. Thống kê ở mùa này cho thấy Rodri vẫn đứng số 1 về khả năng chuyền bóng của Premier League, về số đường chuyền thực hiện cũng như những đường chuyền tịnh tiến. Ngoài ra, không ai giỏi hơn cựu sao Atletico Madrid ở khoảng chuyền dài. Rice tất nhiên không thể sánh bằng Rodri về khoản chuyền bóng, nhưng tiền vệ 25 tuổi có thể tự hào khi lấn lướt hơn ở khoản dây dắt tịnh tiến bóng. Chưa hết, Rice còn là tiền vệ có chỉ số giải vây số 1 nước Anh lúc này. Nói về đóng góp của Rice kể từ ngày sang Arsenal, Arteta tự hào cho biết, cậu ấy sở hữu khả năng đọc trận đấu xuất sắc đến kinh ngạc. Rice rất thông minh và quyết đoán trong mỗi quyết định, ngay cả khi cậu ấy không có bóng. Ngoài ra, cậu ấy hiểu mình nên chuyền hay cần làm gì tiếp theo một cách hợp lý, dù tình huống có diễn ra ở giữa sân hay trong vòng cấm đối phương. Đó là vũ khí của chúng tôi trong mùa giải này. Như vậy, có thể thấy bản thân Rice luôn tính được từ 3 đến 4 bước phải làm gì, giống như cách người ta chơi cờ vây. Chưa hết, sự có mặt của Rice giúp đội chủ sân Emirates cải thiện mọi chỉ số về khả năng kiểm soát bóng so với mùa trước. Nếu Rice là người hùng ngoài ánh sáng của Arsenal, thì Guardiola luôn muốn Rodri âm thầm. Nói về việc này, Guardiola giải thích lý do vì sao lại muốn như thế. Bây giờ ví dụ đi, các tiền vệ phòng ngự của chúng tôi được nhắc đến nhiều như Erling Haaland hay Kevin De Bruyne thì đó là một vấn đề lớn đấy. Một cầu thủ số 6 không bao giờ được chiếm trọn ánh đèn sân khấu. Cậu ấy cần làm những gì mình cần làm và để cầu thủ khác tỏa sáng. Rodri thì chẳng cần quan tâm tới mình được ca tụng thế nào, bởi nhiệm vụ của anh, như Guardiola nói, là làm những điều mình cần làm và còn lại thì mặc kệ báo giới. Như ở trận chung kết C1 mùa trước, người ta chỉ đánh giá De Bruyne, Haaland, Mahrez, Bernardo Silva, Kai Walker hay Julian Alvarez có thể sẽ ghi bàn trong trận chung kết gặp Inter. Nhưng rồi chính Rodri lại là người tỏa sáng với cú sút xa đầy uy lực giúp Man City thắng trận 1-0 và lần đầu tiên vô địch giải đấu này. Rice cũng không phải mỗi cầu thủ thích săn bàn, nhưng có cơ hội là anh làm được. Như lúc này, Rice đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo ở trong 5 trận gần nhất. Đặc biệt, kể từ trận thắng 3-1 trước Liverpool hồi đầu tháng 2, Rice luôn được Arteta xếp chơi ở trong vai trò số 8 thay vì số 6. Do đó, cựu sao West Ham có nhiều thời cơ hơn để ghi bàn so với Rodri. Đánh giá về khả năng thích nghi và sự linh hoạt của Rice, cựu hậu vệ Jamie Carragher hết lời khen ngợi anh chàng này. Tôi nghĩ Rice luôn chiếm ưu thế nhờ vào khả năng quan sát của mình. Chúng tôi có nhiều cách định nghĩa vai trò của một tiền vệ thời nay như là số 6, số 8 hay số 10, nhưng Rice đơn giản là có thể làm được tất cả mọi thứ. Và với Guardiola, Rodri cũng hoàn hảo chẳng chỗ chê. Cậu ấy là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, thậm chí trong cả tương lai, bởi Rodri có thể làm được tất cả mọi nhiệm vụ. Vậy thì vào ngày Chủ nhật tới, Rodri và Rice sẽ có dịp so tài cao thấp và sẵn sàng làm mọi thứ để đội nhà giành được niềm vui trọn vẹn.